Hello, xin chào các bạn. Đây là một buổi chiều của ốc bưu đen Aesop ở Sài Gòn. Đây là cảnh quan, diện tích này là 2.000 m², 1.800 m mặt nước. Ao này là ao ốc đẻ, chào con. Đấy. Đẻ thì ốc con. Đó, đang làm ụ bằng gao tay để cho nó leo lên nó đẻ. Ốc đang le lưỡi ăn. Đây là ốc con đang dưỡng ở trong dèo để bung ra. Đây là ốc con 5-7 ngày tuổi, đang tuần tuổi đây. Đây là cái bè.